chào các bạn đôi lúc các bạn thường hay nghe người ta nói dậy sớm để thành công thì khi các bạn dậy sớm để nghiên cứu trong thị trường chứng khoán thì đôi lúc nó cũng rất là có lợi khi các bạn dậy sớm các bạn nghiên cứu thị trường nó cho các bạn nhiều cơ hội hoặc là có thêm thời gian để nghiên cứu kỹ càng khi thị trường mở cửa thì các bạn sẽ sẵn sàng để mà đầu tư thành công nếu như các bạn ở miền tây của nước mỹ là bên phía California thì thị trường mở cửa vào lúc sáu giờ ba để các bạn có thể mua bán option nếu như các bạn ở bên miền đông của nước mỹ là bên new york thì thị trường mở cửa lúc 9:30. Trước đó gọi là pre-market, sau khi thị trường đóng cửa gọi là after hour. Thì khi thị trường chưa mở cửa là pre-market, các bạn vẫn có thể mua bán cổ phiếu bình thường. Thì sáng hôm nay Jason cũng ngồi vào máy tính và mình thấy cổ phiếu TSOL, đây là cái cổ phiếu mà mình đã nói với các bạn trong thời gian gần đây vì cái độ giao động của nó khá là tốt. Thì sáng hôm nay mình cũng vào lệnh và mình thắng được 700 đồng. Mục tiêu của mình mỗi ngày thì nhiều hơn như vậy, nhưng mà sáng hôm nay khi có cái tín hiệu để mua thì lập tức mình mua vào, mình đã take profit lập tức thì lát nữa khi thị trường mở cửa thì mình lại tiếp tục đầu tư mua bán để có thể đạt được mục tiêu mỗi ngày của mình dĩ nhiên không phải ngày nào các bạn dậy sớm các bạn cũng sẽ có những cái cơ hội mà mua bán mà có thể thắng được mỗi ngày kể cả khi các bạn dậy sớm mà nó không có cơ hội cho các bạn mua bán thì ít ra các bạn cũng có được cái kinh nghiệm từ thị trường chứng khoán lại các bạn học hỏi được điều này điều kia khi các bạn ngồi xuống đọc tin tức hy vọng các bạn sẽ có một ngày đầu tư gặp nhiều may mắn, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau